Marie là mẹ của ba chú cún con xinh xắn đã khiến người xem không thể không rơi nước mắt trước lòng trung thành của chúng. Dự cảm được có động đất xảy ra nhưng không kịp cảnh báo, Marie đã xả thân cứu chủ, tìm và báo cho nhân viên cứu hộ đến đưa hai ông cháu cô chủ nhỏ Aya khỏi đống đổ nát. Tại một làng quê yên bình của Nhật, Ryota và em gái Aya gặp một con chó Shiba Inu bị bỏ rơi. Lúc đầu cả chỉ định chơi đùa với nó một chút thôi chứ không dám mang về nhà vì cha của họ rất ghét chó. Nhưng cuối cùng vì con chó cứ đi theo hai anh em mãi nên họ đã lén mang chú chó về nhà. Để hợp thức hóa cho nó, Aya nói với ông nội rằng cô muốn con chó đó làm quà sinh nhật vì ông đã hứa sẽ tặng bất cứ thứ gì cô ấy muốn vào ngày sinh nhật nên ông nội miễn cưỡng đồng ý. Điều này ban đầu dẫn đến một cuộc cãi vã giữa ông nội và cha. Aya ngồi nép sang bên ôm chú chó một cách buồn bã, mẹ mất rồi sao con không thể nuôi chó. Người cha cảm thấy mình có phần hơi quá đáng nên cũng đuổi. Đêm đó cả nhà tản ra đi tìm cô bé và chó nhỏ khắp nơi. Khi cậu bé Ryota đưa người cha đến nơi lần đầu họ gặp con chó, cả hai phát hiện ra Aya và chó nhỏ đang nằm ngủ cạnh nhau. Ryota nói rằng Aya nghĩ con chó này không có cha và mẹ nên nó sẽ rất cô đơn. Cô bé muốn giữ nó bên cạnh để bầu bạn, vì Aya cũng cô đơn như vậy. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, người cha cũng chấp nhận cho nó ở lại cùng gia đình họ. Aya sau đó đặt tên cho con chó là Marie. Hàng ngày cả hai cùng nhau vui đùa khiến cô bé không còn thấy cô đơn nữa. Nhìn thấy Marie thân thuộc, người cha cũng nhẹ nhàng nằm bên cạnh nó. Chớp mắt Marie đã lớn rồi. Một năm sau Marie sinh ba chú chó con đáng yêu. Ông nội lúc này sức khỏe ngày càng suy yếu. Marie nhặt một cành cây chạy đến đưa cho Aya, cái này đủ chắc chắn để làm gậy cho ông nội. Nhìn thấy ông nội chống gậy ra khỏi cửa, hai anh em và Marie vui mừng nhảy cả lên. Cuộc sống của họ vui hơn khi xem Marie là một thành viên của gia đình. Mùa xuân năm đó, các loài động vật cư xử kỳ lạ, báo trước một điều gì đó lớn sắp xảy ra. Đầu tiên là quạ bay đầy trời, sau đó là xuất hiện những đám mây màu sắc kỳ quái. Những hiện tượng này báo hiệu trận động đất sắp xảy ra, nhưng không ai để ý đến điều đó. Vào lúc trời tối, Marie bỗng sủa lên dữ dội. Ông nội và cháu gái ở trong phòng cũng không để ý lắm. Và rồi bi kịch đã xảy ra, căn nhà bắt đầu rung lắc khiến cho chiếc tủ đồ ập xuống. Cả ông nội và Aya đều không thể tránh khỏi. Không lâu sau, trận động đất đã lan truyền ra khắp nơi trên thị trấn. Khi cơn địa chấn kết thúc, hai ông cháu đều bị đè dưới đống đổ nát. Ông nội dùng thân mình để đỡ cho cháu gái. Họ cố gắng thoát ra nhưng không thể nào cử động nổi. Lẽ nào chỉ có thể chờ chết sao? Cũng từ lúc này bên ngoài truyền đến tiếng sủa của Marie. Nó muốn thoát khỏi dây để vào cứu chủ nhân nhưng sức bé nhỏ của nó cũng có giới hạn. Marie lo lắng và sủa điên cuồng, không ngừng lao về phía trước. Ngay cả dẫm lên những mảnh kính vỡ đến chảy máu cũng không thôi cố gắng thoát ra. Cuối cùng mọi nỗ lực của nó cũng đã thành công. Sợi dây bị đứt và Marie vội chạy vào trong nhà. Bàn chân nó dẫm lên những mảnh vỡ như không có chuyện gì, vẫn bình thản tìm kiếm khắp nơi. Marie đến bên cạnh hai ông cháu và liếm mặt chủ nhân như muốn nói với họ rằng cô chủ yên tâm nha, có tôi ở đây rồi. Marie cắn chiếc thắt lưng của ông nội và dùng sức để kéo ra, nhưng sức lực nhỏ bé của nó không thể nào làm được điều đó. Tuy vậy Marie không hề bỏ cuộc, vẫn cứ liều mạng lôi như vậy, cuối cùng bị phản tác dụng văng ra xa. Ông nội lúc này lo lắng rằng không chịu được bao lâu nữa, cầu nguyện với ông trời dùng sinh mệnh của mình đổi lấy sự sống của cháu gái. Trong khi đó, Ryota, người đang đi học và cha anh vẫn an toàn. Họ ngay lập tức đến nơi trú ẩn khẩn cấp, nơi họ nghe tin Yamakoshi bị cô lập sau trận động đất, do đó gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ. Lúc này Marie lại đi đến bên cạnh ông nội, trong miệng ngậm theo chiếc gậy của ông nội. Hành động này của Marie cũng làm thức tỉnh mong muốn được sống của ông nội, vì cháu gái ông không thể nào từ bỏ. Đêm đến chỉ có một con chó điên cuồng đào đất, vì để cứu chủ nhân từ trong đống đổ nát này, nó đào từ đêm cho đến sáng, đào đến chân cũng chảy máu, nhưng cũng không cảm thấy chút mệt mỏi nào. Thậm chí đến cả ba chú chó con cũng đến giúp Marie đào đất. Ở bên này đội cứu viện nhanh chóng chạy đến, nghe thấy tiếng trực thăng, Marie nhanh chóng chạy ra, vượt qua những tàn tích của trận động đất, cuối cùng cũng tìm đến đội cứu viện. Nó điên cuồng sủa để lấy sự chú ý, ban đầu họ còn nghĩ nó làm loạn, nhưng một nhân viên tinh nghi đã chú ý được, con chó này dường như đang muốn truyền đạt điều gì đó, mày cần giúp đỡ đúng không? Marie im lặng tỏ vẻ đồng ý và bắt đầu cắm đầu chạy về nhà, hai nhân viên cứu trợ cũng chạy theo sau, vừa về đến nơi. Họ cố gắng lục tung đống đổ nát để cứu người. Cuối cùng cũng tìm ra hai ông cháu đang bị đè ở bên dưới. Chủ nhân sắp được cứu rồi. Marie cũng yên tâm. Ông nội đã mất rất nhiều máu và do đó cả hai đã được sơ tán bằng đường hàng không. Tuy nhiên ngay khi Aya sắp được sơ tán, cô ấy đã yêu cầu mang cả Marie và các con của nó theo. Người cứu cô miễn cưỡng từ chối yêu cầu này. Aya đau đớn nhìn theo Marie và hứa sẽ quay lại đưa nó theo. Chiếc máy bay dần bay khỏi thị trấn. Marie bên dưới không ngừng đuổi theo. Đến cuối cùng không đuổi theo được nữa, nó đứng đó im lặng nhìn chiếc máy bay biến mất trên bầu trời. Không có chủ nhân ở đây, Marie cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ những chú chó con của mình và cho chúng ăn.
Nó cũng kiên nhẫn chờ đợi sự trở lại của chủ nhân, nhưng đợi rất lâu rồi vẫn chưa thấy họ trở lại. Phải biết rằng một vật nuôi sau khi thiếu đi chủ nhân phải sinh tồn một mình bên ngoài khó khăn như thế nào. Hơn nữa, Marie còn phải nuôi ba đứa con. Trời mưa, Marie đưa con vào căn phòng. Trời lạnh, Marie lấy tấm thảm giữ ấm cho các con. Có một lần Marie đi tìm thức ăn trong đống đổ nát, không cẩn thận bị nhốt trong tủ lạnh. Khó khăn lắm mới thoát ra được, lại gặp một đàn quạ hung dữ bắt nạt đàn con của mình. Marie nhanh chóng phi người ra, đuổi bọn chim ác độc này đi. Mặc dù cũng bị thương nhưng nó không có chút sợ hãi nào. Ngày từng ngày cứ trôi qua như vậy, cuộc sống của Marie vô cùng khó khăn, nhưng nó không ngừng nhớ về chủ nhân, thỉnh thoảng lại cắp quả bóng đến bên bãi cỏ chơi để đợi cô bé. Hôm đó trời mưa tầm tã, Marie và đàn con đang đi ở trên cầu, bỗng có một trận động đất nhỏ xảy ra khiến cây cầu sụp đổ, chúng bị rơi xuống sông. May mà Marie biết bơi nên đã cứu được đàn con lên bờ, nhưng cuối cùng Marie cũng bị kiệt sức mà ngã xuống đất. Một ngày nọ, Aya đọc trên một tờ báo rằng mưa xối xả sẽ sớm làm ngập khu vực cũ mà Marie đang bị bỏ rơi. Cô bé bỗng cảm thấy lo lắng cho mẹ con của nó. Cô thuyết phục Ryota lẻn vào vùng thảm họa để giải cứu Marie. Người anh dẫn em gái giấu bố mẹ trốn đi khỏi thôn. Đội cứu viện đang lập chốt ở cửa thôn nên họ không thể đi qua. Họ đành chuyển hướng đi bằng đường núi. Hai đứa trẻ chưa đến 10 tuổi cứ như vậy bắt đầu cuộc hành trình mạo hiểm. Nhưng họ không biết động đất vừa xảy ra không lâu khiến đường núi vô cùng trắc trở. Lúc này mưa bão lại đến, đường núi vô cùng trơn trượt khiến Aya vô tình bị trượt ngã. Cả hai lại gặp khó khăn khi chân của người em đã bị thương. Nhưng muốn tìm lại mẹ con của Marie, cô bé vẫn mạnh miệng nói với anh trai em không sao. Cô bé không ngừng đi về phía trước, người anh không nhẫn tâm đành cõng Marie trên lưng. Họ tin rằng khi trời tạnh mưa sẽ tìm thấy Marie, nhưng lúc này Aya bất ngờ ngất đi. Cô ấy còn bị sốt cao khiến anh trai vô cùng hoảng sợ, không biết phải làm gì trong tình huống này. Tại trại tập trung, người cha phát hiện ra hai đứa con đã mất tích. May mắn thay, một người nào đó đã nhìn thấy họ rời khỏi nơi trú ẩn. Ông ấy đoán hai anh em chắc chắn đã đi đường núi để quay về ngôi nhà cũ. Ông vội vàng xông vào làn mưa, từ sáng tìm đến đêm, cuối cùng tại một căn chòi nhỏ để đã tìm thấy hai anh em đang trú mưa. Lúc này người anh kiên cường không gắng gượng được nữa, ôm chầm lấy cha và khóc nức nở. Không tìm thấy Marie, họ cùng nhau quay về khu tập trung. Sau sự việc này, Aya không nhắc về Marie nữa, cô bé nghĩ đã hết hy vọng rồi. Cho đến một hôm họ có cơ hội để quay về nhà, khi dư chấn lắng xuống, mỗi gia đình được cử một người đại diện vào thôn để khảo sát thiệt hại và thu dọn vật dụng cá nhân. Vì mọi người ở nơi trú ẩn đã nghe câu chuyện về Marie, một số người đã bỏ nơi ở của họ để Ryota và Aya quay về thôn tìm kiếm lại những con chó của họ. Khi trực thăng hạ cánh, Aya vội vàng chạy đến ngôi nhà đổ nát của mình, nhưng vẫn không tìm thấy Marie đâu cả. Cô bé nghĩ ra nói không chừng Marie đang ở nơi mà bọn họ thường hay đến, đứng trước bãi cỏ hoang vắng. Cô bé hét to tên của Marie đến khản cả cổ họng, nhưng Marie cũng không xuất hiện. Sau một thời gian dài tìm kiếm, không có dấu hiệu nào cho thấy Marie hay ba chú chó con của nó còn sống. Ngay khi họ chuẩn bị bỏ cuộc, một con chó con xuất hiện, theo sau là những con chó còn lại. Aya ôm lấy chó con rồi tiếp tục gọi tên Marie. Người cha vui mừng khi phát hiện ra một con chó đen nhẻm từ đằng xa. Aya nhìn khuôn mặt và hình dáng đó, mặc dù có hơi đen hơn trước nhưng đúng là Marie rồi. Nó chậm rãi bước đến bên chủ nhân và được Aya ôm chặt vào lòng. Cô bé khóc nức lên, nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc. Cả nhà họ vui vẻ dắt gia đình Marie về trại tập trung. Dân làng nhìn thấy họ đã đoàn tụ nên cũng vui mừng vỗ tay không ngớt. Một năm sau đó, gia đình họ chuyển đến một nơi ở tạm thời và cuộc sống của họ ít nhiều trở lại bình thường. Họ tiếp tục hạnh phúc bên nhau và dĩ nhiên là không thể thiếu đi Marie và ba chú chó nhỏ được rồi. Đối với một số người, vật nuôi cũng quan trọng như gia đình. Họ đối xử với thú cưng giống như con cái vậy. Chú chó của bạn không thể trở thành một người bạn đồng hành tốt nếu bạn không đối xử tốt với nó. Điều đó đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và cả tình yêu. Nếu bạn coi chú chó như một phần của gia đình, nó sẽ cho bạn lòng trung thành và tình cảm mãi mãi. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.